3 ngày rồi đó. Và mình đã nhặt sạch rồi. Và bây giờ mình đã nấu sẵn một tô nước đường. Và đây mình có cái chai dầu chuối để tí mình bỏ vô một xíu thôi cho nó thơm. Thì ở nhà mùa Covid tập 2 đó, bị cách ly ở nhà tập 2, không có đi làm, thì chỉ có nghĩ ra bày ra món ăn thôi. Thank you.
mát thì cái mùa hè ở nhà mình không có nước gì uống, mình mua mấy cái này mình để sẵn, mình làm cho gia đình mình uống rất là ngon. Ai thích, nói chung là ai thích cho mọi người, chứ không thích thì coi như là không ngon đâu. Cho nên mình nếu thích thì nó sẽ là ngon đó. Giống chưa, và ai uống thì mình cái này mình không có bỏ đá vô, tại vì mình đi cho đó, cho nên mình để dài cho mấy tí đó, tụi nó uống tụi nó sẽ bỏ đá vô. Còn bây giờ mình sẽ làm một ly cho mình, bây giờ mình sẽ múc cái kiểu này chôm kiểu này cũng được, đâu có gì đâu mà ngược. Em này nó cây sao mẹ làm ngược sao hết rồi, mình bỏ đá vô. Rồi đây mời mọi người một ly ngủ chua ngủ gòn hộp chia uống rất là mát. Thì ở đó mình có làm cái món mùa hè thì mình bày ra mình làm mấy món như da ua nha đam, lại tới món mì chôm mì gòn hột é, hột é hột chia đây mình mời mọi người nha. Mình để coi mỗi thứ mỗi vậy, mỗi đường mình nấu đường cát và đường phèn đó, có đủ ngọt hay không. Rồi được rồi đó, chứ bỏ ngọt nữa thì ăn rất là ngán, ăn lạt lạt thôi. Xin mến chúc tất cả mọi người luôn được mạnh khỏe và bình an, sức khỏe dồi dào nha. Rồi hẹn cả nhà vào những video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Vui Sống Mỗi Ngày Ở Mỹ của mình. Mình làm thì không có hay, mình có cái gì thì mình chỉ có chia sẻ như vậy thôi, mình không có biết làm sao cho nó hay, không biết edit video hay, có gì thì mọi người cũng